Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, theo dự báo từ Đài khí tượng Thủy văn thì trên địa bàn toàn tỉnh mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo độ mặn tại một số trạm trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh. Tại trạm Cầu Nổi trên sông Dàm Cỏ, độ mặn đo được là 7,5 gam trên lít. Trên sông Dàm Cỏ Đông, độ mặn tại trạm Bến Lức và trạm Xuân Khánh lần lượt là 0,3 gam trên lít và 0,1 gam trên lít. Còn tại trạm Tân An và trạm Tuyên Nhân, trên sông Dàm Cỏ Tây, độ mặn được ghi nhận là 0,3 gam trên lít và 0,1 gam trên lít. Theo dự báo trên, thì ranh giới độ mặn 4 gam trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 25 km ở sông Dàm Cỏ, thuộc khu vực xã Phước Đông, huyện Cần Đước. Còn ranh giới độ mặn 1 gam trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng khoảng 36 km ở sông Dàm Cỏ, thuộc địa bàn xã Tương Ân, huyện Cần Đước và xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành. Thưa quý vị, với tình hình xâm nhập mặn như trên, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh dự báo ở khu vực lân cận Cầu Nổi trên sông Dàm Cỏ không lấy được nước ngọt kể cả vào lúc triều thấp. Trên sông Dàm Cỏ, xã Nhật Ninh, huyện Tân Trụ, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành trở lên có khả năng lấy nước vào lúc triều thấp. Ngoài ra, thì trên sông Dàm Cỏ Đông, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước trở lên cũng có khả năng lấy nước vào lúc triều thấp. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Nam Bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ duy trì, trên cao áp cao cận nhiệt đới xu hướng lấn Tây trở lại, có trục qua Nam Trung Bộ, Nam Bộ. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, tại khu vực miền Đông Nam Bộ, đêm nay có mưa vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Ở miền Tây Nam Bộ, đêm nay có mưa vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Như thường lệ, cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Đến đây thì thời gian cho bản tin dự báo thời tiết tối nay cũng đã hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.